Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Việt Nam lên tiếng trước việc Campuchia khởi công kênh đào Funan Teko. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 8 tháng 8, phóng viên nêu câu hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với việc Campuchia xây dựng kênh đào Funan Teko. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, sông Mekong là tài sản vô giá, là điểm kết nối tinh thần đoàn kết hữu nghị, đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác quản lý phát triển hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích của cộng đồng người dân trên khu vực sông, cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia trên lưu vực sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, cũng như tôn trọng việc Campuchia xây dựng, triển khai dự án kênh đào Funan Teko. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu đánh giá tổng thể toàn diện về những tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân Pit Chanmoni đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án xây dựng kênh đào Funan Teko. Lễ khởi công được tổ chức tại thôn Prek Takeo, xã Samrongthom, huyện Kean Savay, tỉnh Kandan, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh khoảng 35 km, cũng là điểm khởi đầu cho kênh đào Funan Teko tương lai. Kênh đào Funan Teko là dự án vận tải đường thủy nối từ sông ra biển, có tổng chiều dài 180 km, trải dài qua địa phận 4 tỉnh Kandan, Takeo, Kampot và Kép của Campuchia. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, được thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao BOT, dự kiến hoàn thành sau 48 tháng thi công. Việt Nam mong muốn Campuchia phối hợp chặt chẽ về dự án Funan Teko. Theo Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, dự án kênh đào Funan Teko của Campuchia sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh, sông, bao gồm đoạn thứ nhất chiều dài khoảng 20 km nối sông Mekong với sông Bát Sát. Đoạn thứ hai tiếp tục chạy dọc theo sông Bát Sát đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ sông Bát Sát ra cảng Kẹp, chiều dài khoảng 30 km. Và đoạn thứ ba dài 130 km nối sông Bát Sát tại điểm cách biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 20 km với cảng Kẹp của Campuchia. Phía Campuchia thông báo các đoạn kênh này được thiết kế với kích thước đủ lớn, bề rộng đáy kênh 50m, bề rộng mặt kênh từ 80 đến 120m và chiều sâu mực nước trong kênh 4,7 m để các tàu tải trọng đến 1.000 tấn có thể đi qua. Dự án sẽ xây dựng 3 cống, âu thuyền để điều tiết dòng chảy, duy trì sự ổn định của mực nước trong kênh giao thông thủy và chống xâm nhập mặn. Các cống này có chiều dài 135m, chiều rộng 18m, độ sâu 5,8 m. Bên cạnh các hạng mục công trình trên, dự án cũng tiến hành xây dựng 11 chiếc cầu giao thông dài 161 m, rộng 12 m, bắc qua tuyến kênh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027 với tổng lượng hàng hóa lưu thông qua tuyến đường thủy mới này là 7 triệu tấn một năm. Vào ngày 23 tháng 4, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cho biết đã phối hợp với Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong Quốc tế tổ chức cuộc họp tham vấn về dự án. Các đại biểu tại cuộc họp tham vấn đã nêu các quan ngại về dự án, bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh hạn mặn diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Việc kênh đào Funan Teko sẽ chuyển nước từ sông Bát Sát là phân lưu của sông Mekong ra cảng Kẹp nằm ngoài lưu vực sẽ gây suy giảm tài nguyên nước tới đồng bằng, có thể gây các tác động tiêu cực đến các hoạt động sinh kế, sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên. Theo Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, các thông tin chính thức do phía Campuchia thông báo là kênh đào Funan Teko chỉ phục vụ mục đích giao thông thủy. Tuy nhiên, theo các thông tin của báo chí và phát biểu của lãnh đạo Campuchia, kênh đào còn phục vụ mục đích tưới nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nam của Campuchia. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, những thông tin mà Việt Nam được cho thời điểm này về dự án Funan Teko là chưa đủ để có thể đánh giá tác động của dự án này. Trả lời về việc, trong cuộc họp gần đây tại Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định không lơ là việc cung cấp thông tin cho Việt Nam về dự án Funan Teko, kênh đào Phù Nam. Dự án còn có thể giảm lũ lụt cho miền Nam Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, những thông tin mà chúng tôi có được cho đến thời điểm này về dự án kênh đào Phù Nam, Funan Techo là chưa đủ để có thể đánh giá tác động của dự án này. Và vì vậy, như đã phát biểu vào ngày 5 tháng 5, chúng tôi mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong lưu vực sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và đánh giá chi tiết các tác động của dự án này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực vùng sông Mekong. Đồng thời, cũng có các biện pháp quản lý chung và dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia ven sông, quản lý, xử lý hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau, người phát ngôn nói. Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng đã lên tiếng về dự án này, cho biết chưa đủ thông tin về vận hành của 3 cống âu thuyền thuộc dự án. Việt Nam mong muốn Campuchia sẽ sớm chia sẻ các thông tin chi tiết về mục tiêu và về thiết kế, vận hành của dự án. Việt Nam cũng mong muốn Campuchia sớm cung cấp các thông tin và tham gia nghiên cứu chung về tác động của dự án và thống nhất các giải pháp giảm thiểu và giám sát tác động phù hợp. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chánh văn phòng thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban sông Mekong Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế, Campuchia và các quốc gia thành viên Ủy hội để thúc đẩy tiến độ thực hiện nghiên cứu về tác động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, giám sát tác động và sẽ tiếp tục tham vấn tại quốc gia. Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen lên tiếng về dự án kênh đào Phù Nam Techo. Tờ Khmer Times cho biết, người dân Campuchia thuộc mọi tầng lớp hoàn toàn ủng hộ dự án kênh đào Phù Nam Techo do cựu Thủ tướng Hun Sen đề xuất. Theo Khmer Times, người dân Campuchia nhận thấy lợi ích to lớn của dự án trên đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong kiến nghị riêng, họ cho rằng Phù Nam Techo là kênh đào lịch sử đầu tiên ở Campuchia do ông Hun Sen, cựu Thủ tướng và hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia khởi xướng. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiếp bước và thúc đẩy sự thành công của việc phát triển dự án kênh đào Phù Nam Techo. Trước đó, hôm 27 tháng 4, tờ Khmer Times dẫn cam kết của ông Hun Sen về việc xây dựng kênh đào Phù Nam Techo. Ông tuyên bố phải quyết định xây dựng kênh đào Phù Nam Techo trong thời gian tới để mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và người dân Campuchia. Cam kết được ông Hun Sen đưa ra trước Hiệp hội Oknya Campuchia tối 26 tháng 4 giờ địa phương. Ông hy vọng phía Việt Nam hiểu được nhu cầu của Campuchia vì kênh đào sẽ mang lại nhiều lợi ích về giao thông, sản xuất, nuôi trồng thủy sản, sinh kế và tránh lũ lụt ở một số tỉnh Tây Nam Campuchia. Cựu Thủ tướng Campuchia cũng kêu gọi Hiệp hội Oknya Campuchia đoàn kết để xây dựng kênh đào trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ nước ngoài. Kênh đào này sẽ không chỉ là niềm tự hào của đất nước chúng ta mà còn là một dự án kinh doanh mang lại lợi ích cho người dân Campuchia, ông Hun Sen hứa hẹn. Tờ Khmer Times cho biết, người dân Campuchia có chung quan điểm rằng dự án kênh đào Phù Nam Techo nối sông với đường biển đi qua các tỉnh Khandol, Takeo, Kampot và Kep với chiều dài 180 km sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Campuchia, đặc biệt là về giao thông. Không chỉ nối sông với biển, kênh đào Phù Nam Techo còn giúp tàu thuyền rút ngắn thời gian làm thủ tục, đơn giản hóa quá trình vận chuyển hàng hóa từ Campuchia ra biển, tạo thêm nhiều khu thương mại, đặc khu kinh tế và cảng vệ tinh mới. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.